Hello, chào các bạn nha. Hôm nay mình có dịp về một cái vườn cam ở dưới chỗ là An Trường. An Trường của huyện Càng Long, Càng Long Trà Vinh. Thì sẵn ở đây quay cho các bạn coi. Cam này nó đang cho trái. Và cái thời điểm này là khoảng đang giữa vụ để cam nó chín. Thì quay cho các bạn thấy cam nó trái nhiều. Với lại người ta trồng nhiều. Rồi, vô nha các bạn. Bên kia là một cái vườn bưởi da xanh của người ta. Nhưng mà mình thấy nó đang cho trái cũng tốt quá. Quay cho các bạn coi. Bưởi da xanh này đạt dữ à. Tốt mệt trời. Trời chiều thì các bạn thấy rồi đó, trong xanh gió mát ha. Đó, sơ sạc cao cao là mấy cây tràm người ta trồng để che nắng và cái cam á. Nó quay tổng quan vòng cho các bạn coi phía trên. Cái này cũng hơi rộng à. 20.000 mét vuông tương đương với 2 hecta. Đi mỗi chân luôn. Mỗi chân là chưa hết. Mấy đứa nhóc nó chạy luôn đó các bạn thấy không? Trong cái lúc mà mình ghi á thì mấy đứa nhỏ với lại có con chó nó ồn quá, các bạn thông cảm nha. Đó. Mình sẽ quay chi tiết. Đó. Cam này trái mới không có chưa lớn, mới lớn thôi. Cam này chắc khoảng 4 tháng 5 tháng à. Đó. Đây mình lát mình đi sâu vô trong kia. Các bạn thấy. Đó. Trái nè. Đó, bây giờ người ta đang trong một cái giai đoạn là cột trái, cột cái cho nó nằm theo cái đúng cái vị trí với lại nó đừng có bị gãy nhánh. Đó. À, giờ mình đi phía bên ngoài rìa, cái này là phía bên ngoài của cái clip. Cho nên cái đợt cam này á, phía ngoài mấy cây này nó đã được cắt một đợt rồi. À, so với mấy cái phía bên trong mà cái bên trong của clip bên kia thì nó không có trái nhiều bằng nha. Nhưng mà nó có thêm những cái trái nhỏ nhỏ chứ mình quay các bạn sẽ thấy thôi nha. À, này con sẹ nha mình. Đi xuống này chở nó đi theo. Đó. Bạn thấy chưa? Mấy đứa nít để vui quá. Đó. Cái này là nó mới mới đậu trái nè. Cái này xuống nhỏ xuống bự. À. À. Con lấy nước cho nó uống đi, nó khát nước rồi đó. Trời trời xuống dũng không? À lôi nó lên đi, nó không biết lội đâu nha, nó không biết bơi đó. Trái giống này khoảng cả tháng thôi. Thấy bằng ngón tay. Bên trái lớn rồi. Bên kia nữa. Nó không nhìn thấy không? Bên kia kìa. Nhiều lắm. Vườn cam này là của ông bác Xui. Bác Xui đây, hết cái khu này cho khoảng 20.000 mét vuông á. Trồng dừa. Dừa này chắc khoảng cỡ 5 rưỡi rồi. 5 rưỡi 2 năm. Dưới này thì còn cỏ thôi. Con ống này thì cho bò. Để mình đi vô bên kia mình quay nhiều hơn. Ở bên đây cam nó còn nhỏ, trái nó chưa có nhiều.
Rồi. Bây giờ đi hơi bị mệt rồi đó. À. Thấy không? Đó. Cột lên. Dấu mát này giật lên đắp gấp dấu mát mát cây đó, quá thấy chưa, trái nè, mình thấy mình còn mê luôn á, len 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 á. Ừ, chú đang quay clip. Đâu có đâu. Nè, đưa mặt đây. Hello. Chào, tên gì? Dạ tên chưa không còn. Ồ, tên đẹp như ta. Còn bé kia tên gì? Con tên Nguyễn Duy Tường. Rồi, đi học chưa? Dạ đi rồi. Đi học rồi hả? Con ở đây là chuẩn bị vô học. À vậy hả, mấy nay nghỉ học đúng không? Dạ dịch. Dịch. Dịch bệnh. Dịch bệnh mấy em bị thất học hết mấy tháng. Bên kia trái hơi bị nhiều luôn á. Thằng này là nó không có chịu được cái nhiệt độ nóng, với lại nó đi chút xíu là nó mệt, nó phải uống nước. Này là nó mới có cái nhỏ con đậu nhiều lắm. Tờ mà trái gì này trồng cho khoảng cỡ 2 năm mà ta cho trái rồi lại. Chùm này là hơi bị nhiều luôn á nha. Mấy trái này là nó sắp già rồi chứ chưa có già. Cái này là nó có trái trước nè, lớn, mấy trái mùa coi trước, chứ đa phần là nó phải một cỡ với nhau. Đó. Tí xíu về bên kia trái nhiều hơn. Ở đây nè. Đây hơi ít. Đi phải né núp. Chiều nắng. Nắng xế chiều. Hoàng hôn à? Ồ nhóc nó biết hoàng hôn luôn, ghê chưa. Hoàng hôn chưa coi, giờ chưa hoàng hôn, mới 4 mấy à. Gần hoàng hôn khoảng cỡ 5 mấy 6 giờ hoàng hôn. Đẹp lắm. À đẹp lắm hả? Vậy luôn á hả? Thấy không, ghê chưa, quảng cáo ghê chưa, tí xíu quảng cáo hoàng hôn luôn á. Tinh thần, có tinh thần âm nhạc đó. À đây chút chưa tới, để phải đi từ từ, đi nhanh quá chứ không thấy đường chứ té. Mấy cái này nằm ngoài nắng nè, mà nắng vô chiếu vô thời gian lâu á nó sẽ bị chai, chai rồi nó bị nấm vàng vậy đó. Mấy cái núp núp ở trong này là trái đẹp đó.
con cọc á. Ờ, đó nó bị cháy nắng rồi. Nó bị chai nè, con thấy không? Thấy nó bị chai không? Ờ, mai mốt nó lớn. Mốt nó lớn là nó hư luôn đó. Chứ ngoài rìa cái nó không có nhiều nha. Ờ. Mấy cái ở trong vậy mà trái nhiều lắm. Bên đó tí xíu mình nhảy qua qua. Giờ không quay được. Mấy cái trong này là trái chùm 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 rập rập vậy đó, thấy trái nhiều. Ê, cầm dép dùm em được không? Cảm ơn dê này. Mấy đứa nhỏ này vui quá. Chú ở đây tới sáng ngày mai hay về luôn chú? Xíu chú về nhà rồi. Chú quay lại chơi hả? Ừ. Chú quay cho người ta xem. Nha. Đăng lên mạng luôn hả? Trời, mấy đứa nhỏ này hay quá, biết đăng lên mạng luôn. YouTube hả? Biết YouTube luôn. Không có coi YouTube không? Coi quá trời luôn. Coi quá trời luôn á hả? Mà đếm thử được nhiều trái. Chiều nắng nó chói. Nó chọc quá, nó không cắn hả? Nhìn nó không dữ vậy thôi, nó không cắn. Núp. Ta cột lại nè. Nó cột dây vậy nè. Chú, nãy giờ thấy chùm này chùm bự nhất nè. À. Cột chùm này qua chùm kia. Nè. Chú, con gân. Mấy cái này nữa bà không cột lại là nó sụ xuống. Nó nặng quá chịu không nổi. Dây là đạt. Trái dây là đạt. Chú rồi con đi trước đi, chú đi sau. Con này nó ham vui lắm. Nó ham vui lắm nhưng mà nó yếu sức á. Nó chạy xíu là nó mệt. Nó mệt là nó nằm. Đi không nổi. Ai có định nuôi nó thôi làm ơn đừng nuôi em nghe các bạn. Nó mệt lắm. Nuôi đó là mất công. Mang bệnh tức à. Không có giúp ích được gì hết á. Ngoài trò hè cho người ta thôi. Cam xanh là nó như vậy đó. Da nó phải sần sùi lúc nhỏ là nó vậy đó. Lớn thì nó khi nó chín nó sẽ bóng. Có trái thì nó còn bóng, có trái thì nó không có bóng, nó cũng sần vậy đó. Trái nào mà nó bị nắng nhám hay là nó khô nước, nó sần sùi, nó xù xì vậy nè. Đặc trưng của cam xanh là nó phải vậy. Chùm 3 trái, 4 trái, cái này là đều lắm nè. Mấy cái này thì nó mồ côi, mấy cái cam lẻ vậy nè. Sau này nó lớn, lên trái nó lớn. Nếu mà đạt năng sức đó, nó đừng có bị nắng này kia thì nó tốt lắm. Còn nếu bị nắng rồi là mấy cái trái cam này nè. Da nó dày lắm. Da nó dày, không có bóng vỏ. Nước nó không có được nhiều. Đó. Cái này là người ta cố tình người ta gác nó vô này. Mình lấy bậy quá, giờ nhét lại. Đó. Nhét vô cho nó đừng có chói nắng á.
mấy cái này nè, nếu mà không cột á nó về cái vậy, cái vậy nắng trực tiếp xuống bị chai hết, nắng nhiều quá chứ không tốt. Cái này thấy không, thái nụ rồi luôn, cái này lớn, cái này nó lớn rồi á, nó sổ xuống nó sệ. À, mình đó đó, nó cắt một cái mưa mình không có qua được nha các bạn, không có quay các bạn chi tiết được nha, nhưng mà các bạn thấy rồi đó, trái nhiều lắm, chưa thu hoạch lần nào hết đó mà trái vậy đó, đó. À, do thời lượng hôm nay video cũng dài rồi, thì mình xin kết thúc video và hẹn gặp lại các bạn trong video mới nhất.